Thì mấy anh bên trại ấp Đồng Tháp đó, mấy anh nói là tôi có tay nuôi, anh muốn hợp tác với tôi. Thì sau khi bàn xong cái dạ con cũng quyết định chơi luôn. Mất 10 công đó thì dưới nuôi ốc trên trồng mít. Chơi hết luôn chú ơi, sợ gì. Mắc quá rồi đem bằng tháng gửi ngân hàng giữ giùm nó chú ơi. Để nhà sợ mối một nó ăn hết. Thì mấy anh bên trại ấp Đồng Tháp đó thấy tôi nuôi được là hiệu quả. Cái mấy anh nói là tôi có tay nuôi, anh muốn hợp tác với tôi. Biên tôi là nên mở rộng thêm, phát triển để có thêm thu nhập. Đất tôi thì nó hết rồi, giờ chỉ còn 10 công của thằng con à. Nó là đồng bằng lúa, trước của tôi nhưng giờ tôi cho nó rồi. Đất vừa rồi bằng lúa thì nó cũng có giá nên cũng có lợi. Mà bắt bên anh chú ơi, còn thấy khắc nhiều mà. Thấy mấy anh nói vậy nên tôi cũng về bàn với nó. Nếu còn đất của tôi được chơi luôn rồi, đời tôi già còn sống được nhiêu nữa chú, tôi sợ gì nữa. Chỉ sợ con cháu thôi, sau này nó không có cơm ăn, tội nó. Thì sau khi bàn xong cái cha con cũng quyết định chơi luôn. Mất 10 công đó thì dưới nuôi ốc trên trồng mít. Chơi hết luôn chú ơi, sợ gì. Mắc quá rồi đem bằng tháng gửi ngân hàng giữ giùm nó chú ơi. Để nhà sợ mối một nó ăn hết. Nói vậy chứ làm gì mà tới nổi. Mít thì 2 năm mình có thu nhập rồi, còn ốc thì chỉ tầm 5 tháng. Thì cái mít thì tôi thấy rồi, năm nào nó cũng vậy, lên xuống nhưng mà có ăn được. Rồi tôi thấy đây nhiều rồi, tôi cũng trồng trước 4 công rồi, cũng nhờ nó 2 3 năm nay. Còn ốc này thì tôi thấy thấp nhất 30.000 ký cũng có lợi. Trời ơi, cho ăn 3 lá đu đủ hay mì không mà sợ gì. Giống mình tạo được nữa. Nhưng mà có cái chi phí đầu tư ban đầu á, nó nặng. Tôi từ hàng rào, rồi đào lên, rồi hệ thống nước, rồi cây cối này nọ hết 300 triệu rồi chú ơi. Bà rô nông dân mà 300 triệu số lớn lắm, phải giỡn. Làm không xong lấy một tháng cho ngân hàng đó chứ không phải chơi đâu. Tính xong rồi mất ăn mất ngủ mấy ngày chú ơi, muốn chết à. Nhưng còn phải làm thôi. Thì tôi lên clip trồng cây, thì trồng mít xong rồi tôi chen thêm đu đủ cái mì rồi đó làm thức ăn cho ngốc. Như 4 ao, ao một ao bao quanh với 3 ao giữa. Trước mắt đào xong thì tôi phải vôi, còn đưa nước vô tầm 15 ngày để tìm ốc bươu vàng việt. Ai mà mới đào ao mà gấp quá mà đem mà thi sinh mà trồng xuống á, mình việc ốc bươu vàng nó khó dữ lắm. Nhiều ông mà mới đào thấy nó đất khô ốc bươu vàng đâu ra, xong cái cho nước vô mà trồng thi sinh á, trời ơi chậm tầm tháng à ốc bươu vàng nó lên cho mà thấy, nhìn nó kinh lắm. Rồi nó có cây có người nó ăn á, nó lớn nhanh. Còn con ngốc bùi vàng nó hay dữ lắm, nó là quỷ vương thành tinh đây. Nó chui dưới đất nó trốn chứ á, thuốc xong nó chui dưới đất nó trốn.
Thì cái đập nước cái là môi trường mà gọi là sống được nó chui lên. À nậu no, nào tôi mới đưa vô 7 ngày, nhiêu nước vô 7 ngày à. Tối rồi đang gặp mấy bà à, còn chuyện cay không, điện thi. Đậu lắm. Thì ráng nhiệt trong tháng, nhiệt tầm khoảng 80% rồi xong tôi mới chồng thí sinh. Ao trống thì việc cũng rất là dễ. Tối rồi là giặt vô bờ cho à. Chứ là dòng ao trống mà nó đâu có gì đâu ăn, mình cái lấy mà lá đu đủ hay cái đu đủ thì mít nó mình thấy xuống là nó nghe mùi nó bu ra. Nó bu lại vớt nó thôi. Vớt cố gắng gì hết xong rồi cái mình trồng thí sinh. Trồng thí sinh thì ao mới đào này rất là phải cấy bằng súng. Cặp bờ thì tôi chơi phai môn, một cái tượng đồ, cái ấu rồi thêm. Thì tôi làm một cái ao riêng để nuôi bèo. Nuôi bèo cám mà tôi tượng rồi đó. Nuôi cái ao đó riêng xong rồi nó phát thì tôi mới chia ra. Ao nuôi bèo thì tôi nuôi nước ít thôi, nước nhiều. Trồng thủy sinh được tầm hơn tháng thì tôi mới xuống giống. Nói chung là cái khâu chuẩn bị này tầm cũng 3 tháng chú ưu. Cái khâu chuẩn bị quan trọng lắm. Nhiều ông mới đào gấp á, làm đùng đùng vô tầm 15 ngày không thả giống xuống nó hao hết. Trời ơi, thả gì có mấy con lục bình, con bèo nhìn thấy nán. Xong rồi chừng mấy ngày sau ốc vàng lên á, trời ơi nhìn nó nuôi nắng gì nữa. Khổ lắm chú ơi, nông dân khổ dữ dàng lắm. Để mà trồng được cây gì, nuôi con gì có hiệu quả kinh tế á, mình tìm mày mò dữ lắm chứ, nắm bắt xu thế xem coi người ta làm thế nào. Chủ yếu do mình thôi chú ơi, mình quyết định mình chủ động chứ không có ăn theo người ta được. Thấy người ta làm đùng đùng nhảy theo thì chết luôn á. Thì người ta chỉ thì người ta cũng mới chỉ chứ, nhưng mà nhà người ta ở cơm người ta ăn ở nhà họ chứ có qua nhà mình đâu. Làm đắn đo suy nghĩ lắm chứ mắc ăn mắc ngủ mấy hôm nay chứ mình giỡn đâu chú. Thôi chào chú nha, tầm tháng nữa thì quay lại trồng thủy sinh xong rồi. Thấy nó đẹp lên liền rồi. Cây cối rồi nữa, rau không biết đồ lên nó đẹp lắm. Bây giờ nhìn nó con thấy tôi thấy sợ đây mà hút chút. Rồi chào chú nha.